Đây là bài viết 2405-2014 dành cho các bạn đang đi tìm việc làm, đừng để mình bị loại bởi những lý do buồn cười, của tác giả Đinh Hồng Phượng. Còn mình là Khánh Linh, chúng ta cùng bắt đầu nhé! Hôm nay, công ty của mình là Garena Việt Nam tham gia Ngày hội việc làm do Vietnam Works tổ chức. Ban đầu mình cảm thấy không vui vẻ lắm bởi vì nó sẽ khiến mình mất đi cuối tuần quý giá. Tuy nhiên, sau khi tham gia hỗ trợ chạy sự kiện, mặc dù đã và đang làm việc tại công ty rồi, nhưng mình lại nhận ra một số điều mình cho là rất cần thiết với các bạn sinh viên sắp ra trường. Những điều mà mình sắp chia sẻ dưới đây cũng tương đối đơn giản thôi, nhưng mà mình nghĩ là nó đủ thiết thực và quan trọng để các bạn cần ghi nhớ. Bởi đôi khi, bạn sẽ bị loại bởi những lý do rất là trời ơi đất hỡi, chứ không hẳn là vì các bạn năng lực kém ai đâu nhé. Thử tham khảo nhé. 1. Hầu như phải đến 99,9% các bạn tham gia hôm nay đều rất thích hỏi mà không chịu suy nghĩ. Công ty mình năm nay đầu tư rất nhiều vào bộ thông tin tuyển dụng, gọi là bộ kit tuyển dụng. Bộ kit này được thiết kế rất đẹp, chuyên nghiệp và cực kỳ đầy đủ thông tin từ vị trí tuyển dụng đến cách nộp hồ sơ. Đến các nhân viên ban tổ chức cũng phải khen bên mình rất chịu chơi và chu đáo hết mức. Nhưng mà đáng tiếc thay, đa phần các bạn nhận được bộ kit này lại không trân trọng điều đó mà sẽ chia ra làm hai kiểu sau. A. Nhận bộ thông tin xong, đọc qua loa rồi quay lại hỏi. B. Tệ hại hơn nữa là vừa nhận bộ kit xong chẳng thèm mở ra mà hỏi luôn. Những câu hỏi của các bạn đặt ra thì cũng rất là ngô nghê, hay thậm chí là mình đánh giá có phần ngớ ngẩn đối với những người vốn được cho là may mắn có cơ hội học hành đầy đủ. Ví dụ, công ty mình làm về lĩnh vực gì? Mặc dù đã có thông tin trong bộ kit, thậm chí công ty của mình là công ty cực kỳ nổi tiếng, hiếm ai mà không biết. Công ty mình có đang tuyển dụng không? Ủa? Công ty mình đang tuyển dụng vị trí gì? Mặc dù là có hẳn một tờ rơi thiết kế cực đẹp được kẹp sẵn bên trong. Công ty mình tuyển chỉ trong thành phố Hồ Chí Minh thôi à? Trong khi ngày hội việc làm hôm nay được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội và phần tuyển dụng của Hà Nội nằm ngay cột đầu tiên rất to trong tờ rơi. Nộp hồ sơ ở đâu? Hay, một lần nữa, bạn đã có câu trả lời trên tay rồi ạ. Và vô vàn câu hỏi vui khác. Dĩ nhiên, đức tính ham học hỏi không bao giờ là xấu, nhưng mà lằn ranh giữa ham học hỏi và lười tìm hiểu thật ra cũng không cách nhau là bao. Trước khi đặt ra các câu hỏi, các bạn hãy thử tự tìm câu trả lời trước, bởi câu hỏi của bạn sẽ góp phần phản ánh bạn là ai, bạn có nghiêm túc với chính bản thân hay là công việc này hay không. 2. Ý thức tự giác siêu kém. Công ty mình rất chu đáo khi đã chuẩn bị những món quà rất xinh dành cho khách tham quan và tham gia vào bài khảo sát chưa tốn đến 2 phút của các bạn. Cá nhân mình đánh giá rất cao sự chuẩn bị này của công ty, nhưng khi tiến hành thực tế thì lại hơi buồn một chút vì ý thức của nhiều bạn còn chưa cao. Nhiều bạn sau khi được tặng một phần quà thì còn cố trình bày nhà em đông con nhiều cháu ra sao và xin thêm. Công ty mình thì vẫn vui vẻ tặng thôi, nhưng mà nhiều bạn nhận quà xong còn bĩu môi đòi đổi vì em không thích món quà này. Cứ thế đứng lục tung túi quà tặng của bên mình lên, chẳng cho ai khác tham gia. Công ty mình thì vẫn vui vẻ để cho các bạn tìm được món quà ưng ý, nhưng mà vẫn nhắc khéo các bạn nên dành khoảng trống cho các khách tham quan khác. Tiếp theo, số người này còn có vẻ không chiếm đa số, nhưng mà quả thực là rất nhiều. Nhiều bạn giả vờ chọn quà, đặt lên tay hết cái này đến cái khác, rồi cứ thế cầm cả vóc quà trên tay lỉnh ra khỏi đám đông. Thậm chí có những bạn chẳng tham gia gì, cứ thế cho tay vào, cầm một vóc đầy tay, rồi chạy thẳng. Một số bạn thì thấy người khác lấy, mình cũng lấy, chẳng nói chẳng rằng, chẳng hỏi ai và chẳng cần biết gì hết. Dĩ nhiên, mình rất buồn vì kiểu người thứ ba, khi đặc biệt là các bạn làm điều này đa phần đều là sinh viên, còn rất trẻ. Một số ít khác thì có vẻ có tuổi hơn tí, song ý thức vẫn rất tồi. Giải pháp của công ty mình sau đó là phải để số lượng ít lại trong các giỏ quà và các nhân viên của công ty mỗi người cầm trên tay một chút để phát quà cho khách, hết thì lại vào lấy. 3. Em cần đáp ứng yêu cầu gì? Câu hỏi này mình phải tách ra hẳn một phần riêng vì mình nghĩ nó xứng đáng như vậy. Là một câu hỏi mà các bạn trẻ rất hay hỏi ngược lại các nhà tuyển dụng. Đối với vị trí này, em cần phải có những kỹ năng gì? Em chưa có kinh nghiệm thì có được nhận không? Nếu mình là phòng nhân sự, mình nghĩ sẽ chẳng bao giờ trả lời câu hỏi này. Vì sao? Vì mình sẽ loại luôn tất cả CV của những bạn nào hỏi như vậy. Trước khi các bạn đặt ra câu hỏi này, hãy thử nhìn ra ngoài kia. Ngoài kia là một biển nhân tài. Hơn ai hết,
các bạn phải hiểu bản thân mình có điểm mạnh gì, điểm yếu gì. Thay vì hỏi nhà tuyển dụng yêu cầu điều gì, hãy tự hỏi bản thân mình có thể đáp ứng những phẩm chất gì để cống hiến cho công ty mà mình ứng tuyển, giúp công ty phát triển hơn trong lĩnh vực kinh doanh đó. Bản thân bạn phải tự biết cách làm bản thân mình tỏa sáng giữa rất nhiều ứng viên khác, bởi đó là giá trị làm nên bạn, cũng như giá trị bạn sẽ đem đến cho công ty. Có thể bạn chưa phải là ứng viên tốt nhất, nhưng hãy tự tin thể hiện giá trị của mình với nhà tuyển dụng. Chỉ khi bạn tự tin về giá trị của bản thân mình, bạn mới có thể thuyết phục nhà tuyển dụng cho mình một cơ hội. Mình từng được nhận câu hỏi, muốn trở thành bình luận viên eSports thì em phải làm gì? Và dĩ nhiên, mình không trả lời câu hỏi đó. Bạn có thể nghĩ rằng cơ hội chỉ dành cho người giỏi nhất, nhưng với kinh nghiệm của mình, cánh cửa cơ hội còn luôn để ngỏ cho những người có phẩm chất đặc biệt. Nếu không phải là người giỏi nhất, hãy là một người đặc biệt. À, ngoài ra thì nên học cách đọc đúng tên công ty bằng tiếng Anh nhé. Đó cũng là một cách bạn thể hiện rằng mình rất nghiêm túc với công việc mà mình đang tìm hiểu nữa. 4. Ăn mặc tình toàng. Không phải ai sinh ra cũng may mắn có gương mặt khả ái hay là thân hình chuẩn, nhưng không vì thế mà các bạn lơ là ngoại hình của mình khi vốn là ấn tượng đầu tiên khi đi xin việc. Nhiều bạn ăn mặc rất tình toàng, khiến mình tự hỏi liệu bạn ý có tôn trọng nhà tuyển dụng hay không? Dưới đây là những trang phục tối kỵ khi đi xin việc, tìm kiếm việc làm. Áo sát nách, áo ba lỗ. Áo ren hay có chất liệu quá mỏng có thể nhìn thấy nội y bên trong đối với các bạn nữ. Áo thun đã bạc màu và quá cũ đối với các bạn nam. Quần ngắn, váy ngắn thì thường được hoan nghênh nhưng mà không nên quá ngắn. Dép tông. Đầu tóc không gọn gàng. Móng tay dài và cáu bẩn. Bạn không cần phải là một tín đồ thời trang để ghi điểm trong mắt nhà tuyển dụng, mà chỉ cần ghi nhớ từ khóa gọn gàng. Chưa cần biết bạn là ai, bạn đến từ đâu, năng lực ra sao. Chỉ cần bạn ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ, thơm tho, bạn ắt hẳn đã ghi điểm hơn người khác. Quá dễ như vậy, tại sao không làm đúng không? Trong khuôn khổ một buổi career fair, mình hiểu những gì diễn ra khó lòng phản ánh được toàn bộ cách các bạn sinh viên bây giờ đi tìm việc làm. Không những thế, bài viết này còn được mình thực hiện cách đây hơn 5 năm rồi. Tuy vậy, mình tin rằng những kỹ năng và lưu ý ở trên, cho dù là năm 2014, ở thời điểm bài viết này của mình được thực hiện, hay đến tận bây giờ, vẫn có ít nhiều áp dụng được vào thực tiễn. Tuy hơi dài, nhưng mình nghĩ nó đáng để đọc, dành cho các bạn đang đi học và muốn tìm kiếm việc làm. Hy vọng nó sẽ giúp các bạn tìm kiếm công việc có thêm sự tham khảo. Hiện tại, mình đang làm việc trong ngành công nghiệp eSports. Về ngành nghề hết sức thú vị này, nếu có thời gian mình sẽ chia sẻ với các bạn ở các bài viết khác. Nếu có câu hỏi gì, các bạn có thể đặt ra ở dưới và mình sẽ cân nhắc thực hiện. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn đã đọc. Hy vọng rằng các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên ấn like, share và subscribe các bạn nhé. Và nếu các bạn cũng thích những nội dung như trên, hãy đăng nhập vào spineroom.com để tìm đọc thêm. Và mình là Khánh Linh. Bye!